Châu Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Ông Sunak sẽ là thủ tướng trẻ nhất của nước Anh 200 năm qua. Thưa tất cả các anh chị em, ở độ tuổi 42, ông Rishi Sunak là vị thủ tướng Anh trẻ nhất lịch sử hiện đại và cũng là người da màu đầu tiên lãnh đạo Vương quốc Anh. Với việc bà Penny bắt đầu rút lui vào trưa 24 tháng 10 giờ Anh, cựu bộ trưởng tài chính Sunak đã được tuyên bố là tân lãnh đạo của đảng bảo thủ cầm quyền. Điều này đồng nghĩa ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Liz Truss thủ tướng Anh. Vào lúc 14:30 ngày 24 tháng 10 tức 20:30 theo giờ Việt Nam, ông Sunak có phát biểu trước Quốc hội Anh và sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo trước lúc nhậm chức. Thông tin từ truyền thông Anh cho thấy ông Sunak, con trai của một gia đình nhập cư gốc Ấn Độ, sẽ phá hàng loạt kỷ lục lịch sử chính trị hiện đại của nước Anh. Theo tờ Evening Standard cho biết, ông Sunak là vị thủ tướng Anh trẻ nhất lịch sử hiện đại tính trong 200 năm trở lại đây. Cụ thể, ở tuổi 42, ông Sunak trẻ hơn người nắm giữ kỷ lục cũ là cựu thủ tướng Anh David Cameron khi vào vị trí lãnh đạo năm 2010. Ông Cameron 43 tuổi. Một chính trị gia nổi tiếng khác là cựu thủ tướng Anh Tony Blair cũng 43 tuổi khi nhậm chức vào năm 1997, lớn hơn ông Cameron vài tháng. Trong số các lãnh đạo Anh gần đây, nữ thủ tướng Truss nhậm chức cách đây hơn một tháng khi bà 47 tuổi. Hai vị thủ tướng khác dưới 50 tuổi khi vào văn phòng tính từ năm 1900 trở lại đây là ông John McGovern 47 tuổi vào năm 1990 và ông Harold Wilson 48 tuổi vào năm 1964. Tính trong toàn bộ lịch sử, sẽ khó có một người nào bắt kịp ông William Pitt năm 1783. Ông Pitt làm thủ tướng khi mới 24 tuổi. Theo BA Media, ông Sunak còn tạo ra hàng loạt cột mốc khác, ví dụ là vị thủ tướng Anh đầu tiên không phải là người da trắng và cũng là người gốc Ấn đầu tiên vào văn phòng này. Tính từ năm 1964 đến nay, ông Sunak cũng là người có số năm làm nghị sĩ ít nhất trước lúc vươn lên vị trí quyền lực nhất. Cụ thể, ông chỉ mất 7 năm làm nghị sĩ để trở thành thủ tướng. Người thăng tiến nhanh nhất trước ông Sunak là ông Cameron 9 năm. Hai người tiền nhiệm gần đây nhất của ông Sunak cũng thuộc nhóm bước lên nhanh nhất, trong đó có ông Boris Johnson mất 11 năm, còn bà Truss mất 12 năm. Một điểm đáng chú ý phản ánh bức tranh chính trị sôi động tại Anh là việc ông Sunak trở thành vị thủ tướng thứ tư liên tiếp đảm nhiệm chức vụ này mà không thông qua một cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, kể từ sau ông Cameron rời chức liên quan tới cuộc trưng cầu rời khỏi Liên minh châu Âu, những người kế nhiệm đều không thông qua tổng tuyển cử, bao gồm bà Theresa May, ông Johnson và bà Truss. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Đừng quên đăng ký, like cũng như chia sẻ, ủng hộ kênh. Cảm ơn rất nhiều.